Trân trọng kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ ba, 27 tháng 12 năm 2022. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Washington DC hôm nay có gì lạ? Thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy người ta bắt đầu ồn ào với chuyện là ông Joseph Biden sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ nhì. Và đồng thời người ta cũng đang ồn ào cái chuyện là những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa khác, là gồm có ông Mike Pence, ông Pompeo, vân vân và vân vân, cũng đã liên lạc với người này, người nọ, đã tìm cách để mà dựng ủy ban vận động tranh cử. Nói tóm lại thì như thế này, thì anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán giả, tôi phải thưa ngay. Không là anh Đỗ Dũng lại hỏi tiếp thì là khó quá. Tất cả đều là những cái tin tức sơ khởi và chưa ai nói rằng là tôi sẽ là tranh cử cả. Mặc dù là có những cái dấu hiệu cho thấy là bên Đảng Cộng Hòa sẽ có ít nhất là 5 hoặc là 6 người ra đối đầu với lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Còn ở phía bên Đảng Dân Chủ thì cho đến giờ phút này tôi thấy là chỉ có ông Joseph Biden được người ta nói đến, và những chính trị gia khác, kể cả ông thống đốc ở tiểu bang California, vẫn rất là yên ắng. Nói tóm lại thì cái câu chuyện ở bên Đảng Dân Chủ tôi thấy dường như là một mình ông Biden, và cũng chỉ có một mình Biden mà thôi. Nhưng bên Đảng Cộng Hòa thì người ta chờ đợi xem coi là cái câu chuyện nó sẽ như thế nào. Dự đoán của nhiều người, họ bảo là sẽ có ít nhất là 6 người cộng với lại ông Donald Trump ra tranh cử cho nhiệm kỳ 2024. Và đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được từ thủ đô Washington để mở đầu câu chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ xin được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng thân yêu của chúng tôi. À, như vậy có nghĩa là bên Đảng Dân Chủ hết nhân tài. Đúng không? Tôi thấy... Đúng không? Bên Cộng Hòa thì nghĩa là bao la. Cộng Hòa là bao la, Dân Chủ là coi như hết nhân tài, lại đưa cái ông U90 ra thì hỏng. Tôi thấy rõ ràng là ở bên Đảng Cộng Hòa, như là tôi đã thưa với anh Đỗ Dũng ngay từ năm ngoái, là bên Đảng Cộng Hòa đông lắm. Bên Đảng Cộng Hòa có rất nhiều những người trẻ, những khuôn mặt trẻ, ý tưởng trẻ, vân vân và vân vân. Có những người được coi như là một bản sao của ông Donald Trump, chẳng hạn như ông DeSantis. Nhưng mà tôi thật với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ông DeSantis có thể giống ông Donald Trump ở nhiều điều, nhưng mà chắc chắn ông sẽ khác ông Donald Trump ở những điều mà chúng ta mong muốn là thấy ông một người khác, chứ không phải là ông Donald Trump ở nhiệm kỳ này. Đó là cái điểm mà tôi ghi nhận. Và tôi cũng ghi nhận thấy rằng là bên Đảng Dân Chủ, nếu mà trong trường hợp mà ông Joseph Biden quyết định ra tái ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì, thì thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán giả, ông sẽ chặn đường của rất nhiều người. Vì lý do tại sao? Ông là vị tổng thống đương nhiệm, và cho đến giờ phút này thì người ta thấy là con đường ông làm ăn, tôi thấy có vẻ nó cũng đang đi lên, chứ không đến được tệ hại như những ngày đầu tiên. Nói tóm lại, nếu mà ông Biden ra tranh cử là chặn đường tiến của rất nhiều người, thưa với anh Đỗ Dũng. Nhưng mà ông sẽ thua một nhà tiên tri bên Đảng Cộng Hòa. Anh biết bên Đảng Cộng Hòa có một nhà tiên tri là không? Trời ơi, anh không biết là tiên tri, vậy là anh không xứng đáng là fan cứng rồi. Hôm Noel vừa rồi, ngài đã tweet ra, không phải tweet, ngài viết trên Truth Social, tôi là một nhà tiên tri. Thấy không? Tôi là một nhà tiên tri, và tôi tiên tri là nước Mỹ đang chết từ bên trong. Die from within. Anh thấy không? Tôi là theo dõi kỹ lắm, anh đâu có theo dõi bằng tôi à, thấy không? Đó. Còn cái ông Ron DeSantis á, lại là sinh ra ngày thứ 8 là chật lất rồi. Thực đến 7 ngày ông bảo sinh ra ngày thứ 8 mà ông không phải là nhà tiên tri thì coi như là thua chắc. Tôi nghĩ là ông Biden sẽ gặp nhà tiên tri, bảo đảm với anh kỳ này. Tôi bây giờ, nhiều người cũng đang nói cái chuyện đó, thưa với anh Đỗ Dũng. Vâng. Họ nói cái chuyện đó, họ bảo là cái lý do là cái bài học năm 2016 là cho chúng ta thấy. Đúng. Tại sao mà Đảng Cộng Hòa của chúng tôi có ông Donald Trump. Bởi vì là chia phiếu nhiều quá, các ông tài giỏi, ông Donald Trump nổi bật, ông Donald Trump rốt cuộc sau là đều không bằng ông Donald Trump cả. Thành ra là họ cũng nghĩ là cái kỳ này nếu mà Đảng Cộng Hòa mà không khéo léo thì chúng ta sẽ nhìn thấy lại một lần nữa ông nhà tiên tri Donald Trump và ông cụ Joseph Biden sẽ là hai đối thủ tranh nhau trước ghế tổng thống. Nhưng mà tôi cũng nhớ rằng là ông Larry Hogan của tiểu bang là ông cựu thống đốc Maryland vẫn còn đang là thống đốc đến ngày đến đầu tháng riêng thì mới hết. Của tiểu bang Maryland thì ông bảo rằng là
năm nay là chúng ta phải làm cương quyết ngay từ những ngày đầu tiên để tránh cái tình trạng xảy ra cho năm 2016. Ông nói như vậy mà tôi không rõ là cương quyết là như thế nào và làm sao để mà tránh cái trường hợp cho năm 2016. Thưa với anh Đỗ Xuân. Không thể tránh được là bởi vì nhà tiên tri cũng vừa mới tuyên bố không cần Jared Kushner, không cần Ivanka ra là phụ giúp luôn, biết chuyện đó không? Có biết, dạ đó, đúng luôn. Là tôi không cần hai đứa này phụ giúp tôi, mà tôi chỉ cần là gì, cái điều này ông không nói với anh, ông nói với tôi. Hai đứa đó sẽ ra tranh cử sơ bộ luôn. Anh nghĩ thế nào về chuyện đó? Nếu hai đứa ra lại chia mớ phiếu nữa, ông Trump lại thắng tôi nữa. Anh nghĩ sao về chuyện đó? Tôi thấy như thế này. Tôi thấy rằng là hiện tại bây giờ là cặp vợ chồng Kushner và Ivanka, họ có vẻ họ đi tách rời về khỏi ông Trump. Tách rời đây, họ sẽ ra tranh cử luôn. Họ sẽ ra tranh cử luôn, anh nghĩ sao? Nhưng mà tôi không biết rằng là họ sẽ ra tranh cử năm 2014 hay không. Nhưng mà tôi dự đoán của tôi là đó là một cặp đôi được coi như là hoàn hảo của Đảng Cộng hòa. Và rất nhiều người của Đảng Cộng hòa nghĩ rằng là họ sẽ ra tranh cử tổng thống trong tương lai. Năm 2024 thì chưa chắc, nhưng mà 2028 thì có không. Chúng tôi 2024 ra tranh với bố ruột chúng tôi và ông bố rể chúng tôi. Đó. Dạ, để chúng tôi chia phiếu của mấy người kia để rồi nhà tiên tri sẽ thắng. Dạ. Bây giờ chúng ta nói qua ứng cử viên Joe Biden, tạm thời cứ gọi như vậy, ha? Dạ vâng. Ngày, trong những ngày qua bắt đầu Washington người ta tỉnh thức anh ạ. Người ta bảo cái ông U90 này lù đù như thế này mà té ra về ngoại giao, hình như là trong năm 2022 ông nói đại thắng thì nó hơi quá đáng, nhưng mà phải nói rằng là gừng càng già càng cay. Ví dụ chuyện Ukraine. Cho đến giờ phút này ông vẫn đang đối đầu với Putin ngon cơm. Hơn 10 tháng là Putin chưa làm gỏi được Ukraine, đúng không? Trước đây người ta nghĩ độ chừng 6-7 ngày, nhưng mà điều đó không xảy ra. Mà bây giờ Putin còn đang năn nỉ xin hòa bình nữa, xin đàm phán nữa. Sáng nay còn đưa cái ông Lavrov ngoại trưởng thăm, mấy anh không đàm phán là quân đội chúng tôi sẽ quyết định, xin lỗi, bom nguyên tử tôi chưa sợ đâu mà. Đó. Rồi trong vấn đề Trung Quốc, ông bây giờ người ta mới nhìn lại là ông đối đầu còn mạnh hơn cả ông Trump luôn. Dạ vâng. Âm thầm chơi chặt cái con chip của Trung Quốc. Anh thấy không? Cái dự luật mà cái đạo luật 280 tỷ đô la nhớ. Mà không chỉ một mình ông Biden mà cả Quốc hội Mỹ bị âm thầm đang siết chặt Trung Quốc. Dạ vâng. Rồi nghĩa là trong vấn đề Đài Loan. Vừa rồi anh biết cách đây 2 ngày Trung Quốc đưa 71 cái máy bay ra đe dọa Đài Loan, bởi vì sau khi ông Biden ký cái dự luật quốc phòng, đúng không? Vâng. Trong đó là gia tăng nghĩa là bảo vệ Đài Loan mạnh. Sương sương người ta đếm là từ ngày ông lên làm tổng thống chưa đầy 2 năm ông ký khoảng 10 cái luật bán vũ khí cho Đài Loan này. Thưa anh, với gần 50 năm ở tại DC và khi anh có mặt ở đó thì ông Biden, nếu tôi nhớ không lầm, là mới chỉ nhiệm kỳ đầu. Ông tăng cử nó 73 phải không? 72 hay 73, đủ 30 tuổi mới được vào làm thượng nghị sĩ. Mới làm được 2 năm thì ông Khanh đã có mặt ở đó rồi, đúng không? Và ông làm 36 năm ở trong đó. Rồi 8 năm làm phó tổng thống. Đó. Thưa anh, nếu mà trong 36 năm đó có 12 năm ông ngồi trong Ủy ban Ngoại giao, trong đó có những năm ông làm chủ tịch có, làm phó chủ tịch có. Thưa anh, phải chăng là những cái kinh nghiệm của ông Biden trong những năm ở Ủy ban Ngoại giao Thượng viện giúp cho cái chính sách gọi là ngoại giao của ông mà không ai thấy, không ai để ý, nhưng mà bây giờ nó có hiệu quả, nó siết ông Nga và siết cả Trung Quốc. Anh nghĩ sao về cái lập luận đó? Cảm ơn anh Đỗ Dũng đã đặt câu hỏi này. Câu hỏi này đáng ra là anh Đỗ Dũng đừng đặt cho tôi, bởi vì tôi là người Cộng hòa, tôi đâu có bỏ. Không, nhưng mà anh ở gần ông Biden hơn tôi. Dạ vâng, dạ vâng. Trong suốt cuộc đời mà chính trị của ông Biden hơn 40 năm là anh ở cũng cỡ là cũng là 40 năm với ông rồi, thấy không? Dạ vâng. Dạ. Thưa anh Đỗ Dũng đặt ra câu hỏi này, anh Đỗ Dũng phải đặt với lại tòa Bạch Ốc thì hay hơn. Nhưng mà phải nhìn nhận đánh điều anh Đỗ Dũng nói là điều hoàn toàn đúng. Trước hết là người ta ngay hiện tại bây giờ, bất kể là anh ủng hộ Biden hay anh không ủng hộ Biden, anh yêu ông Biden hay anh không yêu ông Biden, anh đồng ý với ông Biden hay là anh không đồng ý Biden, anh cũng phải nhìn nhận một điều là ông Biden chính là người cứu Ukraine. Nếu mà không có ông Biden thì cái câu chuyện nó hoàn toàn khác rồi. Tôi còn nhớ ngay từ những ngày đầu tiên là ông Biden cũng nói rõ ràng là đây là cái cuộc chiến không phải là chỉ của người dân Ukraine mà cuộc chiến của thế giới tự do và dân chủ.
Cái điều đó là cái điều hoàn toàn đúng. Chính ông Biden và cái kinh nghiệm ngoại giao của ông đã giúp, không những chỉ giúp cho Ukraine mà anh Đô Dũng thấy còn làm hai cái điều khác nữa. Một điều thứ nhất là chúng ta thấy là ông kết hợp được NATO lại là một. Và cái điểm thứ nhì là ông kêu gọi được cả thế giới ủng hộ Ukraine và tẩy chay ông Putin và nước Nga. Đó là cái điểm mà không, chúng ta không thể nào chối cãi được. Tôi còn nhớ là những ngày đầu tiên mà những người bạn của tôi, những người bạn Cộng hòa của tôi đánh cược với nhau rằng là chắc chỉ là 37, 21 ngày là NATO lại tan rã thôi. Thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, bây giờ chúng ta đang ở những ngày cuối năm 2022 và tôi chưa thấy là NATO tan rã, mà chỉ thấy là NATO mỗi một ngày một vững chắc hơn. Đó là nhờ công ông Biden. Điểm đó là điểm tôi phải công nhận. Anh Đỗ Dũng cũng nói rất đúng là ông Biden áp dụng cái chính sách rất là cứng rắn đối với lại Trung Quốc. Thưa với anh, tôi còn nhớ là khi mà ông Biden lên nhậm chức thì là tôi có thưa với lại anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Người Việt TV. Tôi bảo rằng là chắc chắn ông Biden cũng sẽ đi theo con đường như là ông Donald Trump đã làm, tức là cứng rắn với lại Trung Quốc. Nhưng mà tôi không ngờ ông cứng rắn hơn nữa, mỗi một ngày mỗi một cứng rắn hơn. Lúc nãy anh Đỗ Dũng nói đến cái câu chuyện Đài Loan, tôi ngồi tôi đếm lại nhé, tôi thấy là cho đến giờ phút này ông Biden đã 4 lần lên tiếng để mà cam kết bảo vệ Đài Loan. Đó là một điểm. Cái điểm thứ nhì nữa là không những là ông chỉ cam kết bảo vệ Đài Loan mà còn bỏ nhỏ cho ông Tập Cận Bình: ông mà đụng đến Đài Loan là tôi đưa quân vào, chúng ta sẽ đánh nhau. Đó là cái điểm mà thú thật với anh. Từ năm 1976 cho đến giờ tôi chưa thấy một vị tổng thống nào nói, Hoa Kỳ nào nói mạnh như là ông Biden. Ông Biden cũng đang tìm cách bè bờ Đài Loan, bè bờ Trung Quốc dưới nhiều hình thức khác nhau. Anh Đỗ Dũng nói ông ký biết bao nhiêu cái sắc lệnh chỉ là nhằm cái mục đích là ngăn chặn cái bước tiến của Trung Quốc, ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, ngăn chặn cái thế lực của Trung Quốc. Điển hình là 280 tỷ bỏ ra chỉ để lo con chip là không phải là của Trung Quốc. Con chip là mai mốt sẽ make in America hoặc là make in những quốc gia khác, những quốc gia đồng minh như là Nam Hàn và Nhật Bản. Tôi thấy là đúng, nhìn Nhật không hài lòng với ông Trump. Tôi không bỏ phiếu cho ông Biden, nhưng mà tôi phải công nhận ông Biden thành công về mặt ngoại giao. Và đó là cái điểm mà tôi kính phục, thưa với anh Đỗ Dũng. Trong những cái gọi là, người ta bảo, có một số người bảo gọi là hơi phô trương một tí. Vâng. Là trong thời gian qua, ông đón hai nhân vật vào trong Tòa Bạch Ốc. Vâng. Thứ nhất là Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp, và lần đúng đầu vậy. Tiên ông mở quốc yến đãi đúng vậy trong vâng. kể từ khi làm Tổng thống. Rồi người thứ nhì là ông Zelensky bí mật đi sang Mỹ đó. Thì trong hai cái chuyện này người ta thắc mắc là làm thế nào mà trước đó ông đâm sau lưng Macron về cái vụ mà hợp đồng mấy cái làm mấy cái gọi là gì, mấy cái tàu ngầm của Úc vâng. không? Ông Pháp là làng quá. Nhưng mà cuối cùng vô tôi cụm ly, chúng tôi bảo là nước Pháp là đồng minh lâu đời nhất của Mỹ. Nhờ có ông Lafayette, thấy hình Lafayette đó đánh nhau với Washington. Cuối cùng là ông Macron phải ca ngợi. Còn ông Zelensky thì sang là cảm ơn rối rít, phải không? Nghĩa là phải nói rằng là thay mặt nhân dân Ukraine cảm ơn. Rồi nghĩa là ông Biden tặng cho 1.8 tỷ vừa mới bước vào cửa tại ốc là đây lấy 1.8 tỷ, trong đó có dàn hỏa tiến bê chốt. Trên đường anh về, thượng viện do đảng tôi kiểm soát, hạ viện do đảng tôi kiểm soát, trong 2 ngày chúng tôi cho 45 tỷ. Ban đầu tôi xin 37 tỷ, nhưng anh Khanh nói bây giờ cho 45 tỷ. Thưa anh, những cái chuyện như vậy về mặt ngoại giao, ông có làm gì không, là tự nhiên nó xảy ra như vậy thưa anh? Không, câu trả lời là không có tự nhiên, thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Ông được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa trong cái chính sách đối với Ukraine, chứ không phải là cái câu chuyện cái số tiền tự nhiên nó đến. Nếu mà ông không đưa cái đề nghị thì chắc chắn rằng là Thượng viện họ cũng sẽ không có nghĩ đến cái chuyện là sẽ phải tặng một khoản tiền to như vậy. Giống như là cái trường hợp của những quốc gia khác, khi mà Tổng thống Hoa Kỳ không đề nghị là nhiều khi người ta bỏ quên luôn. Và thành ra là bởi thế. Tôi thấy là hai cái điều anh Đỗ Dũng nói là hai cái điểm rất là quan trọng. Cái điểm đầu tiên là ông xây dựng lại cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và nước Pháp sau cái vụ lùm xùm cái chuyện
đóng tàu cho cho bên Úc. Và thưa với anh Đỗ Súng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi còn nhớ lúc đó ông Biden ông bảo rằng là những cái chuyện này là những cái chuyện nhỏ, những cái sơ sẩy này chỉ là nhỏ mà thôi, cái quan trọng là cái mối quan hệ của chúng ta bao nhiêu năm trời. Và đó cũng chính là điều mà ông đã nói với là ông Macron khi mà ông Macron đến đây cách đây chỉ có được chừng 1-2 tuần, thưa bà Đỗ Súng, trong cái buổi nói chuyện thì ông bảo rằng là đương nhiên vợ chồng mà còn xô xát bát đũa mà cũng chỉ ông với tôi. Thành ra rốt cuộc sau chúng ta làm việc chung, làm việc không phải là chỉ vì cho nước Pháp hay là cho nước Mỹ, mà làm việc cho chúng ta và cho thế giới. Đó là cái điểm quan trọng. Ngay ở chính trong cái khi vào vụ ông Zelensky cũng vậy, ông bảo là ông đừng quên một cái điều, mặc dù ông đã nhiều, ông đã có lần ông đã lớn tiếng với ông Zelensky, ông nói với ông Zelensky, ông bảo thẳng, ông cứ đi đâu cũng bảo rằng là tôi muốn, ông muốn cái này cái kia mà tôi không cho, mà ông quên một cái điều, không bao giờ ông bỏ lời mà ông nói đến những cái mà tôi có thể giúp được cho ông. Ông phải hiểu là cái đó là cái thế tế nhị. Tổng thống Mỹ đâu có toàn quyền, tổng thống Mỹ là phải chịu trách nhiệm, phải xin ở quốc hội. Một xu nước Mỹ của tổng thống không có một đồng, mà tổng thống cần cũng phải xin ở quốc hội. Dần dần ông Zelensky hiểu cái điều đó. Và ngay trong cái buổi gặp gỡ với ông Zelensky, ông nói chúng tôi sẽ đi với ông cho đến giờ phút cuối cùng. Đó là cái điểm mà tôi thấy chỉ có một mình ông Biden mới có thể làm được như vậy. Tôi nói như vậy không phải là tôi chê trách những vị tổng thống khác, nhưng mà phải thú thật là ông Biden, tôi không biết là có phải là bởi vì ông đã ở những cái ngày cuối cùng hay là ở những năm cuối cùng, ở cái thời gian cuối cùng của cuộc đời ông hay không, mà ông mà phải cũng nhận là ông đánh bài quá quá kỹ và quá giỏi, thưa với anh Đỗ Súng. Câu hỏi chót với anh là cái điểm đặc biệt mà người ta cũng thấy là mặc dù trong thời gian qua nước Mỹ bị chia rẽ về mặt chính trị, chưa kể có ông Donald Trump ở đằng sau tạo sự chia rẽ đó, đó là chiến thuật của ông Trump mình không nói, nhưng mà quốc hội á, mặc dù do đảng Dân Chủ cầm trịch, nhưng mà anh thấy không, ở Thượng viện 50-50, ở Hạ viện hơn có 3 phiếu à. Thế nhưng mà đảng Cộng Hòa lại có vẻ ủng hộ ông Biden trong cái chuyện chống Trung Quốc. Ví dụ cái dự luật 280 tỷ đô la và bán vũ khí cho Đài Loan. Và mới đây ngay cả thượng sĩ Marco Rubio, đảng Cộng Hòa của tiểu bang Florida, mà có thể là một ứng cử viên tổng thống nữa, lại còn giới thiệu cái dự luật là dẹp TikTok của Trung Quốc luôn. Và cái dự luật này cũng được một dân biểu Cộng Hòa, một dân biểu Dân Chủ ủng hộ. Tại sao có chuyện này? Ông Biden có cái bí quyết gì chăng mà tại sao ngay cả cái quốc hội ông của đảng ông nắm nó đâu có nhiều đâu mà tại sao được bên Cộng Hòa ủng hộ những cái chuyện này trong cái chuyện mà đối đầu với Trung Quốc? Câu hỏi chót cho anh. Tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà đối đầu với Trung Quốc, không ưa Trung Quốc, là bây giờ nó là cái trào lưu của thế giới rồi. Ông Biden ông bắt nắm được cái cơ hội đó. Cái cơ hội là ở những cái bước đầu tiên mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi mà cứng rắn với Trung Quốc, là ông đã ăn khách ở nước Mỹ. Ông Biden biết à đúng, tôi cũng sẽ cứng rắn với nước Mỹ, và cũng nhân tiện đây là tôi sẽ làm hơn nữa, tôi sẽ làm hơn những gì ông Donald Trump đã làm. Thành ra là bởi như vậy mà người ta nhìn thấy rõ, tức là những cái bước đường ông đi. Tôi nghĩ rằng là nó là một phần cái khởi đầu là ông Donald Trump, nhưng mà cái bước kế tiếp thì rõ ràng là con đường kế tiếp là con đường mang tên Joseph Biden. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy cái chuyện Đài Loan là cái chuyện tuyệt vời. Và tôi cũng thấy một cái điều rất là đặc biệt là trước đây thì cứ mỗi lần mà Trung Quốc mà phô trương thế lực rồi tìm cách đe dọa Đài Loan là bao giờ cũng vậy, Washington đã lên tiếng ngay. Dưới thời của nhiều vị tổng thống lắm, gần nhất là tổng thống Cộng Hòa George W. Bush cũng thường làm như vậy. Nhưng mà ông Biden là ông tỉnh như ruồi. Ông bảo rằng là ô đừng có lo, chuyện nó không có quan trọng. Ở phía bên Đài Loan có lên tiếng nói gì thì nói, nhưng mà nếu mà Đài Loan, nếu mà Hàn Quốc và nếu mà Nhật Bản không tăng mức độ báo động, thì thưa với anh Đỗ Súng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, Washington tảng lờ. Ông Biden coi như ô chuyện đó là chuyện nhỏ như con thỏ, và ông không để ý đến. Đó là cái điểm mà tôi cũng nhìn thấy từ thủ đô Washington cho cái chính sách ngoại giao của ông Biden, thưa với anh Đỗ Súng. Thêm một câu hỏi chót nữa với anh, vì anh nói Đài Loan làm tôi nhớ khi mà ông Biden ở bên Nhật đó, ông bảo là Trung Quốc mà đụng vào Đài Loan á là chúng tôi sẽ bảo vệ.
Thì nhiều người nghĩ rằng là ông hớ miệng, nhưng mà ngay sau đó anh thấy ông phóng viên hỏi mà không, tôi không hớ. Và sau đó một thời gian ngắn thì ông còn nói luôn và xác định luôn, không những thế mà binh sĩ Mỹ khẳng định nha, lần đầu tiên kể từ sau là cuộc chiến Afghanistan, cuộc chiến ở tại Iraq, anh nhớ không, là hai cái cuộc chiến mà binh sĩ Mỹ tham chiến. Sau đó ta thấy là hầu như là người ta kỵ chuyện đó, chẳng hạn như tại Ukraine đấy, không một binh sĩ Mỹ nào đụng vào. Nhưng mà trong Đài Loan ông Biden lại nói câu đó. Thì câu hỏi chót với anh là câu đó ông nói thật hay nói chơi, vào phải chăng câu đó thể hiện là ông thực sự cứng rắn với Trung Quốc trong cái chuyện này thưa anh? Tôi nghĩ rằng là câu đó là câu nói thật chứ không phải là câu nói chơi. Nhưng mà khi mà ông nói cái điều đó thì là dàn cố vấn của ông cũng đã phân tích cho ông biết rằng là bây giờ cái chuyện của Trung Quốc là chúng ta không đáng lo. Bởi vì là trước đó thì là ông cũng đã nói, và trước đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nói, ông Lloyd Austin là ông Bộ Tổng trưởng Quốc phòng cũng nói là nước Mỹ có đủ khả năng và có đủ phương tiện để mà có thể cán đáp một lúc hai mặt trận. Và họ biết là bây giờ cái mặt trận Nga thì đang diễn ra, nhưng mà cái mặt trận mà khởi đầu bởi Trung Quốc thì thưa anh Đô Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, hầu như cả thế giới chứ không phải chỉ một mình Washington đều nói rằng là Trung Quốc sẽ không gây hấn với Đài Loan. Lý do là tại sao? Bởi vì Trung Quốc bây giờ họ lo nhiều việc cho họ quá. Họ phải lo nào là vấn đề Covid-19, là lo cái chuyện làm sao mở các cơ sở mở cửa trở lại làm việc, làm sao mà người dân đi làm việc trở lại, và làm sao được mà xây dựng lại nền kinh tế sau những năm trời đóng cửa. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ông Biden cũng biết điều đó, và với sự hỗ trợ của dàn cố vấn chơi luôn. Đó là cái tôi nghĩ là như vậy, thưa anh Đỗ Dũng. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều, cảm ơn khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đỗ Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi có hai điều phải thưa với anh Đỗ Dũng. Trước hết là lần sau nếu mà nói chuyện anh muốn ủng hộ ông Biden, anh đừng bắt tôi phải làm phát ngôn viên. Tôi không ủng hộ ai cả, tôi chỉ hỏi thôi. Tôi chỉ hỏi thôi. Và cái điểm thứ nhì nữa, cũng một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.